Giờ này sao còn ngồi ngoài đây khóc nữa? Hôm nay em nói đến em đi, người ta tưởng tôi ăn hiếp cậu giờ. Hôm nay em đủ rồi đó. Đến đi, đến theo tôi. Chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tặng tôi hết những âu lo. Không có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng mà tôi đâu có khóc đâu. Sau cùng khóc lắm cũng không giúp anh được gì hết á, phải sống tiếp thôi. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không?